Gundam Astray Red Frame là một trong những mẫu Gundam được Bandai lựa chọn để thiết kế lại theo phong cách High Resolution, hay còn gọi là High Res. Dành cho những ai chưa biết, khi chơi dòng High Res, các bạn sẽ có một bộ phờ gen được gia công sẵn, và trên phờ gen sẽ có những chi tiết thớp là diecast, tức là khớp bằng kim loại. Ngoài ra thì các bạn còn phải tự dán sticker lên trên bề mặt nhựa nữa nhé. Vì tất cả những phần nhựa không phải là khung xương đều là do các bạn tự tay xử lý, cho nên là gã là một cái việc không thể nào tránh khỏi được. Phần giáp thì nó phần lớn là đều được undergate, cho nên là con Gundam của các bạn sẽ bình thường, không có vấn đề gì nhiều. Nhưng mà cho đến phần vũ khí thì Bandai lại quyết định không undergate nữa, và kết quả là chúng ta có những cục gã to đùng như thế này. Một cái ở trên đây, một cái ở dưới đây là hai cái nó có thể dễ dàng nhìn thấy nhất. Và ngoài ra thì đến với cây Katana thì các bạn có một cục gã to đùng ở dưới này, ở phần đầu của vó như thế này. Và ngoài ra thì phần bảo vệ của kiếm nó cũng bị một cái vết như thế này. Nói chung là những cái gã này nó là một cái lỗi không đáng có ở Bandai, tại vì các bạn giá tiền các bạn bỏ ra là để chi trả cho một con figure thì các bạn nên có được sự gia công hoàn hảo đến từ phía của Bandai, chứ không phải là Bandai tự thả cho người chơi một con Gundam chưa hoàn chỉnh như thế này xong rồi bắt người chơi phải tự xử lý cái con figure của mình. Cho nên là mình thấy đó là một cái điểm trừ rất là đáng tiếc của Bandai về cái con High-Res này. Xét về mặt thiết kế thì có thể nói là lần này Bandai đã có một chút thay đổi trong việc lựa chọn thiết kế của mình. Thay vì làm cho con Gundam của mình nhiều góc cạnh hơn và nhiều chi tiết hơn như hai phiên bản trước là High Res Barbatos và High Res Wing AW, thì Gundam Astray lần này lại cho chúng ta có cảm giác như là nó được mô phỏng theo một con người. Điều này có thể dễ dàng nhận thấy hơn khi chúng ta nhìn vào những chi tiết trên khung frame của con Astray, cụ thể ở đây là phần bụng. Thì những cái chi tiết máy móc nó được đan xen với nhau, cho tạo cho chúng ta có cảm giác như rằng đây là những múi cơ của con Gundam, chứ không phải là những cái chi tiết máy móc bình thường. Có thể nói rằng kiểu thiết kế Biomax kiểu này làm cho mình cực kỳ liên tưởng tới con Unit 01 trong Evangelion. Và có thể nói rằng cái việc làm này có thể làm cho một vài bạn trở nên mất hứng, nhưng mà đối với mình thì đây là một cái chi tiết rất là thú vị. Và nó làm cho phiên bản Astray này trở nên khác biệt hơn so với lại những phiên bản truyền thống khác. Việc tái thiết kế cũng làm ảnh hưởng khá là ít nhiều đến phần thân dưới của em Astray Red Frame này. Như các bạn có thể thấy là phần giáp thì được giữ nguyên vẹn, không có gì thay đổi quá nhiều. Nhưng mà phần tỷ lệ của phần chân thì nó lại bị thay đổi quá là nhiều. Cái này không phải gọi là to nữa, mà cái này theo thuật ngữ của mình thì mình gọi đây là damn boy he thick. Cụ thể ở đây là phần bắp chân nó được bóp lên quá là to đi. Nói chung lại là nó giống như là nó mô phỏng lại những cái quần ống rộng của bọn samurai thời xưa á. Thêm một cái chi tiết nữa là các bạn thấy cực kỳ giống luôn, đó đặc biệt là cái phần bàn chân ở dưới này. Nó bè ra, cái độ bè này nó không phải là độ bè của những con HG thời cũ như là cái bọn Real Grey nữa, mà cái bè này là cái bè cho nó thành đôi dép luôn á. Ngoài ra thì các bạn còn có thể thấy ở đây nó còn có cả ngón chân nữa. Vâng, rất là kỳ diệu. Gundam có ngón chân, và đặc biệt là cái ngón chân cái thì nó lại còn có thể bẻ lên như thế này. Ngoài ra thì ba ngón chân còn lại cũng có thể bẻ theo nó luôn. Khi nói về phụ kiện đi kèm thì mình có thể nói rằng đây không phải là một trong những điểm mạnh của game High Res Astray này. Đầu tiên các bạn có một sự lựa chọn của 4 cặp bàn tay như thế này. Một cặp tay nắm chặt, một cặp tay mở, một cặp tay mô phỏng chặt karate, một cặp tay dùng để cầm katana, và cuối cùng là một cặp tay bóp cò. Khi nói đến vũ khí, đầu tiên các bạn sẽ có một cây beam rifle như thế này. Và để xài cái beam rifle này thì các bạn cần phải sử dụng cặp bàn tay bóp cò. Tiếp theo các bạn có một tấm khiên như thế này, thì tấm khiên này cũng khá là đơn thuần giống với lại những cái thiết kế khác. Các bạn có một phần chốt ở đây có thể bẻ về 360, và phần chốt ở đây có thể gập vuông góc lên như thế này. Phần tay cầm được nối vào tấm khiên và một cái chốt như thế này, các bạn có thể tháo cái chốt này ra và tái cố định lại vào hai lỗ ở trên và ở dưới như thế này. Mình sẽ lắp vào như thế này, và sau đó các bạn lật ra sau tay của con Astray thì các bạn sẽ phải lật phần chốt cánh ở sau cánh tay này lên, và sau đó ráp tấm khiên này vào. Ở sau lưng các bạn còn được trang bị thêm hai beam saber có thể tách rời ra như thế này. Và để sử dụng beam saber này, các bạn được tặng kèm thêm 2 beam effect. Và để cầm được cái beam saber này thì các bạn sẽ dùng bàn tay trùng với lại cái bàn tay mà các bạn dùng để cầm súng, xỏ nó vào như thế này và thế là xong. Chúng ta đến với món vũ khí cuối cùng cũng như là món vũ khí đặc trưng của Astray Red Frame, đó chính là cây Gerbera Straight. Thì như các bạn có thể thấy ở đây là cây Gerbera Straight đã được thiết kế lại ít nhiều so với lại phiên bản Master Grade mà chúng ta thường thấy. Phần lưỡi kiếm có thể nói là ngắn hơn so với bình thường và có thể nói là nó dày ra một khúc như thế này. Nói chung là đây không phải là một cái thiết kế tuyệt vời nhất mà mình từng thấy, nhưng mà nó lại cực kỳ phù hợp với lại cái thân hình gọi là của con High Resolution Astray này nha. Cho nên là nói chung là bạn nào không thích thì có thể có sự lựa chọn là các bạn cứ mua con Astray Ver Metal Build của Daban về, xong rồi lùi cái kiếm bỏ qua con này thì cũng không ai nói gì các bạn đâu. Mình thấy thế còn nó còn hợp hơn. Và để gắn cái kiếm này lên trên thân của con Astray thì các bạn cần phải làm việc đầu tiên đó chính là tháo cái phần giáp này ra, sau đó là cầm vào một phát như thế này thay thế cho cái pad các bạn vừa tháo ra, rồi sau đó gắn cây Gerbera Straight vào. Riêng về việc cầm cây Gerbera Straight thì mình có thể nói là cái bàn tay của nó khá là hãm, cho nên là mình không khuyến khích các bạn tháo cái bàn tay ra như là mình đã làm với cái cây súng, mà đây vào đó các bạn cầm cây Gerbera Straight và gỡ phần màu vàng này ra, sau đó xỏ vào như thế này, gắn phần màu vàng này lại. Một điểm mà mình muốn nói qua khi mà chơi con High Resolution Astray này đó là nếu như bạn nào đã xem review của hai con Master Grade Astray mà mình làm trước đây thì có thể thấy là phần sừng của nó khá là dễ rớt ra ngoài, nhưng mà riêng với con High Resolution này thì không. Các bạn có thể thấy là phần sừng của nó được đóng khá là kỹ và nó dính khá là chắc với lại phần đầu của con Astray này, nhưng mà thực chất ra đó không phải là một cái điểm tốt. Như các bạn có thể thấy là cái độ dài của phần sừng nó phải gọi là khá là mỏng manh so với lại cả một con Gundam như thế này, cho nên là cái việc mà mình phải nói thật là nó có nguy cơ gãy rất là cao nếu như các bạn không cẩn thận với lại cái đầu của con Astray này. Và đồng thời các bạn cũng không có một cái sừng dự phòng nào để thay cho cái phiên bản High Res của con Astray này cả, cho nên là cực kỳ cẩn thận với lại cái phần sừng này và đừng để cho nó gãy. Chúng ta đến với phần cuối cùng cũng như là điểm mạnh lớn nhất của em High Resolution Astray này, đó chính là biên độ cử động. Đầu tiên các bạn có đầu trên một khớp cầu, phần cổ không di chuyển nhiều cho lắm nhưng mà các bạn có thể nhìn lên được như đây và nhìn xuống được như đây. Phần vai các bạn có thể kéo ra ngoài và đẩy về phía trước rất là nhiều, và ra vai còn có thể đẩy lên và đẩy xuống như thế này. Giáp vai di chuyển tách biệt, phần giáp trước có thể đẩy lên như thế này để phần vai có thể di chuyển được nhiều hơn. Giáp vai đẩy lên được một tí như thế này, cánh tay đẩy ra ngoài, bắp tay xoay và gập trên hai khớp. Phần cổ tay trên ở đây cũng có thể di chuyển. Và riêng về phần bàn tay thì các bạn có một bộ chốt có thể đẩy sang trái, sang phải như thế này, và ngoài ra nó còn có thể gập xuống như thế này. Điều này áp dụng với tất cả các bộ bàn tay còn lại. Phần bụng được chia làm 3 phần: phần trên, phần giữa và phần dưới như thế này. Đầu tiên là phần trên thì các bạn có thể xoay và các bạn có thể gập. Phần giữa thì các bạn có thể gập về phía trước như thế này. Còn phần bụng dưới thì các bạn có thể đẩy về phía sau bằng một cái chốt như thế này, và ngoài ra thì nó còn có thể đẩy qua và đẩy về. Kết hợp tất cả các chốt đó lại, các bạn có thể gập bụng như thế này, thì ngửa bụng ra như thế này, gập sang bên trái như thế này và gập sang bên phải như thế này. Phần backpack nằm trên hai khớp, đó là một khớp đẩy ra phía sau như thế này và một khớp gập vào phía trên như thế này. Phần cán biên cũng có thể được điều chỉnh như thế này. Phần váy trước có thể đẩy sang trái hoặc sang phải như thế này. Phần váy ngang thì các bạn có thể đẩy, phần cán có thể đẩy lên và đẩy xuống. Ngoài ra thì nó còn có thể gập lên như thế này và gập xuống như thế này. Phần háng đầu tiên là bên trong nó có một chốt xoay như thế này, và ngoài ra thì nó còn có thể gập xuống là một cái khớp như thế này nữa. Cho nên là kết hợp tất cả các khớp đó lại, phần chân nó có thể đá lên khá là cao như thế này, xoạc rất là ok, bắp chân xoay, chân gập trên hai khớp, mắt cá chân thì có thể xoay qua xoay về như thế này. Thì phần bàn chân thì có thể gập xuống, gập lên. Phần giáp thì chỉ có thể di chuyển lơ lửng ở phía giữa. Thay vì di chuyển phần mũi thì các bạn có những ngón chân có thể gập lên như thế này. Ngoài ra thì để tạo những tư thế trên không, các bạn còn có một pad màu đỏ như thế này. Các bạn có thể dùng cái adapter này trên mọi cái base MG khác, như là đây là cái base MG mà mình mua riêng. Thì gắn cái adapter này vào và sau đó các bạn có thể gắn em High Resolution Astray này lên bằng cái chốt như thế này. dù phần ngoại hình và phần phụ kiện đi kèm không phải là một trong những điểm mạnh của con High Resolution Astray này, nhưng mà một điều mình phải công nhận rằng vì được tái thiết kế dựa trên cơ thể của một con người, cho nên là biên độ của động của em Astray Red Frame này phải gọi là nó được nâng lên một tầm cao mới. Và nếu như bạn nào đã từng sở hữu hai phiên bản High Resolution kia, đó chính là Barbatos và Wing AW, và cảm thấy thực sự thất vọng vì chất lượng của nó, thì mình tin chắc rằng đây sẽ là một con hàng làm thay đổi suy nghĩ của các bạn. Bí độ cử động thượng thừa cộng với việc gia cố giáp để không rớt lột đột như hai phiên bản trước kia chắc chắn sẽ thay đổi trải nghiệm của các bạn đối với con High Resolution Astray này. Và đó là tất cả những gì mình có thể nói trên con High Resolution Astray lần này. Đánh giá thang điểm thì mình xin phép bị cho đây là một con 9 trên 10. Nó bị trừ điểm vì cái dòng High Res á, nó không phân định giữa một con figure và một cái model kit, cho nên là như theo ý kiến của mình á, thì nếu như các bạn bỏ giá tiền ra cho một con figure thì các bạn nên có một con figure hoàn chỉnh và được gia công hoàn chỉnh, thay vì là các bạn vừa có một nửa figure một nửa model kit là các bạn phải tự xử lý cái phần model kit còn lại. Và tùy vào cái trình xử lý của các bạn thì con hàng, nếu như mà các bạn trình xử lý của các bạn không cao thì các bạn sẽ có thể vô tình làm giảm giá trị của con hàng các bạn xuống, và đó là một cái điều không nên có, đó là một cái điều không đáng có trong cái cộng đồng hobby này. Cho nên là dòng High-Res nó sẽ luôn luôn không bao giờ được 10 điểm, tại vì cái không phân định giữa figure và model kit. Thì đó là ý kiến riêng của mình là như vậy. Còn ngoài ra thì đây là một con hàng phải gọi là khá là hoàn mỹ, biên độ cử động của nó phải gọi là thường thừa, không giống với lại những cái con High-Res trước đây là Barbatos và Wing AW, thì nó có cái gọi là lịch sử phải gọi là thì vậy chiếc anime. Nhưng mà riêng với con Astray này thì không, phải gọi là Bandai làm rất là tốt với lại chất lượng của con Astray lần này, cho nên một con hàng nên được liệt vào hàng quốc dân cho những ai chơi dòng High Res này. Và đó là như vậy thôi. Nhưng mà khi bấm subscribe và bấm chuông là các bạn sẽ có thể nhận được thông báo mỗi khi mình làm video mới, và tiếp theo video tiếp theo sẽ là No Name. Đó là như vậy thôi, hẹn gặp lại các bạn trong clip sau.